Chúng tôi là HG Sở Automation International. Đây là máy làm sạch Stenkill bằng khí nén của chúng tôi. Cấu trúc sở U sở 304, chống ăn mòn axit và kiềm. Chỉ chạy bằng khí nén, không sử dụng năng lượng điện. Hoạt động dễ dàng, làm sạch và làm khô hoàn toàn tự động. Thanh phun xoay 360 độ đã được cấp bằng sáng chế trên cả hai mặt. Đảm bảo chất lượng làm sạch tốt và độ căng khuôn viết ổn định. Sử dụng tái chế chất lỏng, tiêu thụ thấp. Cửa an toàn có khóa bên trong và van an toàn. Ngang hệ thống lọc chất lỏng chính xác cấp độ. Thiết kế mô đun, bảo trì dễ dàng. Có thể sử dụng cả dung môi và chất lỏng sạch gốc nước. Chúng tôi hoan nghênh yêu cầu của bạn.